Trời ơi, mở cửa cho chú vô luôn, giỏi dữ vậy. Chào con trai, chào chú đi. Chào chú đây, bụi. Giỏi, lớn ghê ha. Trời Cháu ơi. ơi, ăn à? À, đang ăn cơm mà, cho ăn sáng hả anh? Dạ. Tới ăn cơm đi con. Tới ăn cơm đi. À, ăn xong rồi hả? Con tên gì? Tên Bội hả? À, con tên Bùi là vậy. Tên Bùi gì hả? Lâu quá rồi chú Thảo mới ghé thăm á. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. 6 tuổi. Ừ, con ngồi xuống đây đi. Nè. Con ngồi xuống đây đi. Hôm qua con đi đâu vậy? Hôm qua con trai đi đâu? Có sao chú vô đây đâu có con rồi nha. À vậy hả, đi đám dỗ hả? Ăn hết đi, ăn hết trong miệng đi. Cho bé bé đi học chưa anh? Ừ, đợt này ngoan hơn rồi ha. Đi học rồi cho nên ngoan hơn rồi. Ừ, đi học 6 tuổi là vô lớp 1 rồi đó anh hả? Ừ. Hết năm nay vô lớp 1. Ôi ôi, thấy cưng dữ vậy trời. Rồi bé Su này chưa đi học rồi anh hả? Cưng quá à. Tại sao hôm nay con đi học? Con được nghỉ hả? À, hôm nay Thảo đến thăm trường hợp của mấy anh em. Mấy anh em này là không phải là mấy anh em ruột đâu, mấy anh em cô cầu đúng không anh? À, thì mẹ của hai bé nhỏ này này là bị ung thư, mất cách đây hơn năm rồi phải không anh? Dạ, gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi. Dạ, gần 2 năm rồi. Hồi đó Thảo có quay cái video về hoàn cảnh này. Hồi mà mẹ mất thì mấy bé còn nhỏ, thì 4 tuổi đó. Với bé Su nữa hồi đó. Bé Su là giờ là 4 tuổi rồi phải không anh? Dạ, 5 tuổi. 5 tuổi đó hả? À, hồi đó là 3 tuổi. Thì... 3 tuổi, 4 tuổi. Dạ, lúc mà em quay á, thì bây giờ là gần 2 năm thì lên bé 5 tuổi, bé 6 tuổi rồi. Bé một bé gái là tên Su, còn bé trai tên Bùi. Bùi là cát bụi, gió bụi á. À, thì mẹ thì bị ung thư mất, nhưng mà ba thì có gia đình khác. Anh ba của mấy bé là có vợ lớn đúng không? Dạ. Mẹ của mấy bé này là vợ nhỏ. Dạ. Đó là cái trường hợp là mình nhớ như vậy, cho nên là sau gần 2 năm thì được hồi đó được mấy cô chú anh chị nhà hảo tâm giúp đỡ tiền để cho mấy bé trang trải. Hiện tại thì hai bé thì sống dựa vào cái người anh. Những người anh thì lại bị tai biến nữa. Rồi bên trong còn có một cái em nhỏ nữa, cũng là chậm phát triển nữa. Đó thì cái trường hợp này thì Thảo nhắc lại về để đôi khi mấy cô chú anh chị coi thì nắm được cái hoàn cảnh này. Hiện tại thì mấy anh em thuê cái phòng trọ. Phòng trọ này có lên giá không anh? Dạ. Thấy hoàn cảnh vậy dạ vẫn giá cả như hồi xưa vậy luôn ha. Dạ. 2 triệu mấy phải không anh? 2 triệu 3. Dạ, 2 triệu mấy hả? 2 triệu 3. Dạ. Rồi cái người anh kia đi làm rồi hả anh? Dạ. Đi làm để kiếm đi ông Phú, giờ nó đi mua đồ tối làm. Dạ, tối là đi làm. Dạ. Đi làm kiếm tiền nuôi mấy em. Dạ, dạ. Rồi chờ đi búa nấu ăn rồi đúng không? Dạ, dạ. Rồi ba của mấy đứa nhỏ có được này có phụ cấp luôn không anh? Dạ, ngày 200. Ngày 200? Dạ. Là tối là đưa hay sao? Dạ. Tối đi động xuống đường. Dạ. À. Rồi ăn uống đồ, nhà cửa điện nước luôn. Dạ. Là 200 đó là đủ sinh hoạt á. Dạ. Là tháng 6 triệu đấy ha. Dạ. À, thì cũng đỡ. Đợt trước thì nghe nói là cái lúc đó thì ba mấy bé chưa có hỗ trợ nhiều đúng không? Dạ. Thì rất là khó khăn, nhưng mà nghe anh nói thì bây giờ là ba mấy bé đi làm cũng có tiền và hỗ trợ cho mấy bé ngày 200 ngàn. Dạ.
để mà anh có tiền anh lo cho mấy bé thì cũng đỡ. Cho nên là thấy đợt này vô thấy nhóc nó khác ghê luôn á. Đấy, có ai lì xì cho con không? Có. Có hả? À, rồi đâu hết rồi? Tiền lì xì đâu hết rồi? Bỏ trong tủ rồi, trời ơi, cưng dở. Sao? Anh vậy là ngoài cái số tiền mà ba của mấy bé chu cấp á, dạ, thì rồi mình còn có cái khoản thu nào khác không anh? Dạ không. Không hả? Rồi đây là chính quyền địa phương rồi. Nhồng mà mấy cô bác cho gạo, muối, một ngọt được. À dạ. Vòng vòng ở đây người ta cũng thương ha. Dạ. Người ta cho muối, mắm, gạo, đường, bột ngọt đồ để mấy anh em sống. Thì cũng đỡ. Ôi, một mình mà lo cho ba đứa nhỏ luôn. Bé đó đợt này nó đỡ hơn Hoàng Anh. Nó à, ít la. Ờ, ít la hơn ha. Cách đây 2 năm em vô là bé nó la dữ lắm á. Dạ. À. Nó biết mặc quần, mặc áo. Bây giờ đỡ hơn rồi anh hả? Dạ. Có uống thuốc, uống đồ gì không anh? Dạ không. À. Nó nhỏ lớn nó đâu uống thuốc rồi. Vậy á hả? Dạ. Cái đó đi khám là bữa hôm là nói bị gì anh nhỉ? À, tự kỷ hả? Mẹ nó nói vậy, mẹ nói thằng nhỏ lớn đâu thì khám rồi. Vậy hả? Mẹ nó không có dẫn gì khám. Dạ, giống như bị tự kỷ hay vậy đó. Mà đợt này ít la đó, đợt trước vô la dữ lắm á. Bức biết, lớn biết. Dạ. Dễ dãi rồi biết. Biết hết rồi ha. À, đòi ăn đó. Thế tội chứ hả? Sao? Nghe lời anh ghê ha. Không, anh la ha. Rồi cái tai biến của anh đợt này sao? Dạ cũng vậy anh. Vậy hả? Dạ. Có đỡ hơn, có vận động có đỡ hơn không? Dạ không. Bị vậy luôn. Dạ. Bị vậy luôn, cho nên là nếu mà ví dụ có tập vật lý trị liệu, có thuốc men thì nó đỡ hơn. Mà còn anh thì giờ phải bần lo mấy đứa nhỏ. Bé này là như thế nào với anh? Đó, ba đứa anh em ruột. Ba anh em ruột luôn hả? Ồ, cho nên một khuôn mặt không rồi ha. Ồ, da cũng vậy. Rồi ăn cơm à? Đang ăn cơm kìa, đang ăn cơm kìa. Su ăn đi. Giỡn hoài. Thích coi điện thoại mà. Thấy điện thoại nó tới. Ở nhà mấy bé ngoan anh? Dạ ngoan. À, nghe lời ha. Dạ. Một mình mà anh Tí mà bị tai biến như vậy rồi mà phải chăm ba đứa em. Anh rồi mấy cô mấy dì của bé là có ghé thăm thường xuyên không anh? À, lâu lâu cũng ghé lại làm đêm á. Dạ. Mấy cô ăn làm đêm á. Rồi mấy cái dì của bé là ở trên Bình Chánh rồi đó đúng không? Được đó. Dì có mấy bé là cô của em. À. Mấy cô em làm đêm. Dạ, làm toàn ca đêm không hả? Dạ. Rồi mấy cô. Dạ. Dạ. Mấy cô cũng chu cấp cho bé đúng không? Dạ. Ừ. Như thiếu gì đó thì điện mấy cô mua lên. Dạ. Cái hoàn cảnh này mấy năm rồi mà vẫn tồi ha. À, mặc dù cũng có người thân đó chứ. Có người thân nhưng mà làm sao mà bằng cha bằng mẹ được. Thiếu thốn dữ lắm. Trước đó là mẹ nó đi làm móng đúng không anh? Dạ. Dạ. Mẹ của ba đứa nhỏ là chị đó, chị đi làm móng rồi sau đó chị bị ung thư và chị mất. Thì cái nhân vật này thì mình có đăng rồi. Để lại ba đứa nhỏ rất là thương.
hồi đó quay lên thì được nhà hảo tâm giúp cũng một phần nào đó, thì cuộc sống của mấy bé thì nó ổn định, thì ổn định còn một thời gian thôi, thì sau đó thì người thân thì vẫn vẫn chu cấp, vẫn hỗ trợ cho các bé, rồi ba của bé vẫn đi làm, vẫn lo cho chu cấp hàng ngày cho các bé. Rồi đi con ăn đi. Lo cho mấy bé không hết ngày anh ha. Cơm nước rồi tắm rửa rồi nhà cửa không là hết ngày, mà với một người bình thường không thì cũng đủ rất là mệt rồi, mà anh Tí thì lại bị tay biến nữa. Anh là bị liệt một bên tay tay trái đúng không anh Tí? Dạ. Nhưng mà may tay biến là tay biến nhẹ đó. Ê Bụi, bữa hôm ba có mua đồ chơi cho con không? Không hả? Có không? Có hả? À, mua hai búp bê với hai siêu nhân luôn. Dạ. Ơi. Không, như nấu lại đây. Bé này, bé bé Su này nhỏ mà lanh hơn nè. Hỏi cái gì cũng biết hết nè. Biết nói nè. À, tại vì đợt này dịch á, cho nên là mấy bé phải ở nhà, không có được đi học. Ngày thường mà anh gửi hai bé này đi học thì mình đỡ bớt đúng không anh? Dạ, đỡ bớt vả bớt. Có trường cô chăm sóc, cô lo cho thì đỡ bớt. Thì trường hợp của mấy bé thì ở hiện tại thì đang thuê trọ ở đường quốc lộ 50. Quốc lộ 50 anh biết đây là hình như xã Phong Phú đúng không anh? Bình Hưng hả? Dạ. Quốc lộ 50 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gần đường Nguyễn Văn Linh đó cả nhà. Thuê trọ ở phía sau lưng một cái chùa. Anh Tí ơi, hôm nay ngày đầu năm mới á, em ghé thăm mấy anh em, thì có cái chị Kim Anh ở bên Mỹ á, chị có ngồi xuống đi con gái, ngồi xuống. Chị có gửi tặng $100 là được 2.350.000. Để lì xì cho mấy anh em, như là anh để dành lo cho mấy bé. Dạ, cái này là số tiền $100 là của chị Kim Anh ở bên Mỹ á. Dạ, đây, $100 của cái chị Kim Anh là được đổi ra được 2.350.000. Đó, đây bây giờ em đưa cho anh nha. Con yên yên lặng để chú Thảo nói chuyện thôi, đừng kêu cái đó nó ồn lắm nha. Chú ấy kìa. Chú đâu? Mấy cô cho tiền con nè. Đây đây anh, em đưa cho anh 1 triệu. 2 triệu. 350.000 đủ anh ha. Dạ. Dạ. Rồi. Em cảm ơn chị. Cảm ơn cái chị Kim Anh ở bên Mỹ anh. Dạ. Để dành mà lo cho mấy cháu. Dạ. Rồi con cảm ơn bà đi, cảm ơn bà cho con tiền đi. Con nói đi, hai đứa nói đi. Cảm ơn bà. Bà. Bà cho con tiền nha. Bà cho tiền nha. Ngoan nha chưa? Nói sao? Mà ăn sao ăn cơm với canh rau không có thịt cá gì hết vậy anh? Dạ, ăn cá hết anh. Vậy hả? Dạ. À sao? Rồi vậy thôi em thăm gia đình các em đi nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Chào con nha. Chào con gái nha. Dạ.